Hôm nay ngày 5 tháng 8 năm 2019, thứ hai tuần thứ 18 mùa thường niên, lễ cung hiến thánh đường Đức Maria. Bài trích sách dân số. Trong những ngày ấy, con cái Israel nói rằng: ai sẽ cho chúng tôi thịt ăn? Chúng tôi nhớ lại hồi còn ở Ai Cập, cá thì được ăn không, rồi có dưa chuột, dưa gan, rau cải, hành tỏi. Giờ thì chúng tôi suy nhược, thiếu hết mọi thứ. Quay đi ngó lại chỉ thấy mana. Mana hình giống hạt ngò, sắc giống hạt châu. Dân chúng đi dạo quanh mà hốt, rồi cho vào cối mà xay, hoặc lấy chày mà giã. Sau cùng bỏ vào nồi nấu thành bánh. Mùi vị nó như bánh chiên dầu. Cứ thường đêm, khi sương sa xuống trại thì mana cũng rơi xuống. Môsê nghe dân chúng than khóc, nhà nào cũng đứng ở cửa lèo. Chúa bừng bừng nổi giận, Môsê rất đổi bực mình. Ông thưa cùng Chúa rằng: sao Chúa làm khổ tôi tới Chúa? Sao con không được nghĩa với Chúa? Sao Chúa bắt con phải mang cả dân này? Con đâu có cưu mang cả đám dân này, con đâu có sinh ra nó, mà Chúa bảo con hãy ẵm nó vào lòng như vú nuôi ẵm trẻ thơ, hãy mang nó vào đất ta đã thề hứa ban cho tổ tiên nó. Con biết tìm đâu ra thịt để cho cả đám dân này. Họ kêu khóc với con rằng: hãy cho chúng tôi ăn thịt, một mình con không mang nổi dân này vì là gánh nặng nề đối với con. Nếu Chúa muốn xử với con như thế thì xin giết con đi và cho con được nghĩa với Chúa, kẻo con phải khốn cực dường này. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Hãy reo mừng Thiên Chúa là đấng phù trợ chúng ta. Dân tộc của ta chẳng có nghe ta, Israel đã không vâng lời ta răng bao, bởi thế nên ta để mặc cho chúng cứng lòng, để chúng sinh hoạt tùy theo sở thích. Hãy reo mừng Thiên Chúa là đấng phù trợ chúng ta. Phải chi dân tộc của ta biết nghe lời ta, Israel biết theo đường lối của ta mà ăn ở, thì lập tức ta sẽ triệt hạ kẻ thù của chúng và để đập tan quân địch của chúng. Ta sẽ trở tay. Hãy reo mừng Thiên Chúa là đấng phù trợ chúng ta. Quân thù của chúng sẽ phải xưng tụng chúng và vẫn mang của chúng sẽ bền vững muôn đời. Ta sẽ lấy tinh hoa lúa mì nuôi dưỡng chúng và cho chúng ăn no mặc từ hốc đá chảy ra. Hãy reo mừng Thiên Chúa là đấng phù trợ chúng ta. Alleluia, Alleluia. Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi. Xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ,
Người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Suy niệm: được chứng kiến phép lạ hóa bánh ra nhiều, người Do Thái cho rằng Đức Giêsu là vị ngôn sứ của thời cuối cùng. Vị ngôn sứ được sai đến để giải phóng dân tộc và phục hồi sức mạnh nước Israel. Họ muốn tôn Đức Giêsu làm vua với mục đích để Ngài bảo đảm đời sống cho họ bằng những phép lạ tương tự. Nhưng Đức Giêsu lánh đi. Ngài muốn cho thấy Ngài được Thiên Chúa sai đến thế gian không phải để làm chính trị, nhưng để cứu vớt con người, dẫn đưa họ về Thiên Chúa. Phép lạ cho thấy Đức Giêsu thương con người. Ngài cứu chữa phần hồn, dưỡng nuôi phần xác. Cầu nguyện: lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hóa bánh để nuôi dân Do Thái. Ngày nay Chúa cũng ban chính thịt máu Chúa để nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Xin cho chúng con ý thức được đó là ân huệ lớn lao mà Chúa dành cho chúng ta. Xin giúp mỗi người trong gia đình chúng con, giáo xứ chúng con biết siêng năng nước Chúa để được lãnh nhận sức sống của Chúa. Đó mới là hạnh phúc đích thực mà Chúa đem lại cho chúng con. Chúng con không đòi phép lạ nào khác mới tôn phục Chúa, vì hàng ngày chúng con vẫn được chiêm ngắm một phép lạ cao cả là bí tích thánh thể. Chúa vẫn hiện diện và nuôi sống chúng con. Amen. Trích trong Tin Mừng và Suy Niệm Hàng Ngày. Tha nhân không là hỏa ngục. Có một chàng thanh niên khao khát trở thành một thánh nhân. Chàng xin vào một dòng tu. Không mấy chốc chàng khám phá ra tính tình nóng nảy của mình. Nhưng thay vì tìm căn nguyên nơi mình, chàng quy trách cho những người xung quanh. Tha nhân đã trở thành hỏa ngục đối với chàng. Sau cùng không còn chịu nổi đời sống tập thể nữa, chàng nghĩ có thể tìm thấy sự yên tĩnh trong sa mạc. Thế là chàng đã lên đường tìm đến một nơi hoang vu vắng vẻ để cắm lều sống đời ẩn sĩ. Mà thật thế, chàng đã tìm lại được sự thanh thản trong tâm hồn. Tuy nhiên, sự bình an trong cô quạnh ấy không kéo dài được. Ma quỷ đã kéo đến và chúng đã gây xáo trộn trong căn lều xinh xắn của chàng. Không còn giữ được bình tĩnh, chàng đã nổi tâm bành và đạp đổ tất cả. Sau cơn giận dữ trở lại trạng thái bình thường, chàng mới hồi tâm suy nghĩ. Tôi đã bỏ lại tu viện, các anh em của tôi, nhưng tôi lại mang chính tôi vào sa mạc. Không phải anh em tôi là căn nguyên của đau khổ của tôi, nhưng tính tình của tôi mới là đầu mối của mọi đổ vỡ. Chúng ta được sinh ra trong một gia đình, chúng ta được mời gọi để sống trong xã hội. Tha nhân không phải là một trở ngại, nhưng chính là một trợ giúp để chúng ta phát triển nhân cách và thành toàn. Tất cả mọi căn nguyên chính của thất bại và thành công đều nằm trong ta. Cuộc chiến cam go nhất và liên lỉ nhất của chúng ta chính là chiến đấu chống lại bản thân chúng ta. Xã hội có thể thay đổi, cuộc sống có thể tốt đẹp hơn nếu chúng ta biết cải thiện con người của chúng ta trước. Bài trích sách Lẽ Sống.